Em Quân xin kính chào các bác nhá. Trên tem đang là gói hạt sang này. Cái này thì nó đang rất hot ở trên mạng xã hội và thực tế cho thấy là cái sản phẩm này cũng rất là tốt. Cái hạt này 100% là trong rừng và tự nhiên nhé. Công dụng rất là tốt cho những bệnh về dạ dày, kể cả vi khuẩn HP. Đấy, rất nhiều người đã khỏi rồi. Đấy. Bác nào cần thì em Quân nhá. Đấy, trên tem là một gói này. Đấy. Nó nhìn những lát mỏng này. Cách sử dụng nó rất đơn giản thôi. Thì uống sau khi ăn no khoảng tầm 15 phút. Thì các bác lúc đi ăn cơm thì các bác cho đổ nước sôi vào khoảng tầm 7-8 lát. Thế tùy từng cân nặng và trai gái nhé. Thì cái này thì bác nào mua thì em sẽ hướng dẫn cụ thể. Thì ngâm nước nó thôi ra và sau khi ăn cơm thì mình uống. Cái này là uống lúc ăn no nhé, nó rất là đắng. Như các cụ nói là thuốc đắng dã tật ấy. Thì nó rất là tốt các bạn. Tuy nhiên thì tùy theo cơ địa, nhưng mà cũng rất nhiều người có hiệu quả rất là tốt rồi. Thì các bác nào lấy thử em Quân nhá. Em xin chào các bác ạ.